Nhà vườn Tùng Lai Châu xin kính chào tất cả các bác yêu hoa lan nhá. Hôm nay thì nhà vườn em sẽ lên cho các bác những cái giỏ lan thuần của dân, của hàng thuần rất là lâu năm cho các bác sưu tầm. Đó thì các bác mà muốn sưu tầm những cái hàng thuần này thì mà các bác chưa có kinh nghiệm ghép lan hay gì, các bác có thể sưu tầm những cái hàng thuần này nha các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ có những giỏ u lồi của dân thuần này rất là lâu năm này, rồi là có những giỏ gà tròn hoa tét nhá, rồi hạc vĩ này, long nhãn này, ý ngọc này, thanh đạm, rồi là giáng hương tam bảo sắc. Hôm nay cũng là giáng hương tam bảo sắc phân nhánh luôn nha các bác nhé. Rồi là hài đuôi công. Đó, em sẽ lên cho các bác là những cái giò u lồi trước này. Thì u lồi trước nhá các bác nhé. U lồi hàng hoa tết, ưu tiên hàng hoa tết trước này. Ưu tiên hàng hoa tết. Rồi. Đây ạ. Nó vướng vướng cái nhỏ. Rồi và em sẽ cho các bác xem ảnh mặt hoa của u lồi đây nha các bác nhá. Đây. Thân càng dài thì ra hoa sẽ càng rất là phê nhá các bác nhá. Ra hoa sẽ càng rất là phê luôn. Đó, hoa chuẩn hoa tết luôn, còn gần sát mặt hoa đây, em có ảnh ngay. Gần sát mặt hoa của nó đây nhá. Nghĩa là thân càng mập thì hoa sẽ rất là to các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đó, một giò u lồi rất là dài các bác nhá. Lên được những cái thân hoa dài cực kỳ dài luôn. Đó, mã này là mã số A13 chia sẻ giò này cho các bác với giá là 500k. Giò này là đang có rất là nhiều thân các bác nhá. 4 thân, 5 thân ạ. 5 thân rất là dài các bác nhá. 5 thân rất là dài và mầm gốc lên cũng rất là nhiều. Mầm gốc để chờ mùa tới lên rất là nhiều. Những cái mầm gốc con đấy ạ. Mầm gốc con đấy nữa nha các bác nhá. Lên rất là nhiều. 5 thân thì là do hoa tết tới nha. Mã A13 500.000 cho giò này các bác nhá. A13 500.000 ạ. Rồi, tiếp theo ạ, em lên giò u lồi số 2. Anh đi ra này em quay đi. Đi đây em lên giò u lồi số 2 cho các bác nhá. Giò u lồi số 2 một giò VIP luôn. Một giò VIP luôn các bác nhá. Giò này không biết là bao nhiêu thân hoa nữa. Rất là mập luôn các bác nhìn này. Những cái thân của nó này. Những giò VIP như này đúng thật là không còn các bác nhá. Không còn thật luôn ấy, những cái giò VIP như thế này nha các bác nhá. Mã này là mã A14, chia sẻ mã này cho các bác với giá là 800.000 đồng. Các bác cứ so sánh với người em nhá. Người em cao 1,5m. Rồi mã này là mã A14, 800.000 đồng cho giò này nha các bác nhá. Có một cái thân này nó do vận chuyển nên nó hơi gập tí các bác nhá. Nhưng mà vẫn chơi hoa thoải mái. Vẫn okay. Chơi hoa Tết bình thường các bác nhá. Đấy, nào mầm gốc nó lại mọc lên là lại bình thường thôi. Nói chung năm nay vẫn chơi hoa bình thường các bác nhá. Rồi, nhìn xa là không phát hiện đâu ạ. Dài cả mét ạ. Thân dài 1 mét, hơn 1 mét luôn các bác ạ. Và rất là mập luôn nha, rất là mập luôn. Đấy, trần trẫn cái thân ra nha các bác nhá. Mầm gốc lên rất là nhiều. Rồi. Đó, giò này là giò A14, 800.000 đồng. Một giò u lồi hoa Tết. Giò này thì các bác về các bác treo ở ban công ấy, hay là đến mùa Tết. Đến Tết là các bác cho vào trong nhà các bác để đón Tết được nha. Mã A14 800.000 đồng. Đó, mọi năm chơi những cái cây hoa khác thì năm nay chơi u lồi luôn các bác ạ. Rồi, còn giò u lồi nào nữa không nhỉ? Rồi tiếp theo ạ. Bây giờ em sẽ lên cho các bác là cái dòng dáng kia u lồi đằng kia còn mấy. Hay quay lốt u lồi cho. Quay lốt u lồi đi. Quay lốt u lồi để cho các bác hình dung mặt hoa, các bác chọn cho dễ. Đến loại nào thì em sẽ quay mặt hoa loại đấy. Vướng. Rồi. Tiếp theo một mã u lồi, ba thân đều dài như nhau luôn nhá các bác nhá. Ba thân đều dài như nhau luôn. Đây các bác này, dài khoảng độ 5-60cm một thân nữa nhá. Mã này đánh nắng này. A12, giò này 280k các bác nhá. 280k mầm gốc lên quá sướng luôn các bác này. Mầm gốc lên quá sướng luôn. Mã A12 280.000 đồng. 280.000 đồng. Tiếp theo ạ. Mã này mã u lồi A11. Đấy, mã này là 1, 2, 3, 4 thân nha các bác nhá. 4 thân mầm gốc cũng đang lên rất là khỏe nha. Đấy, mầm gốc đang mọc nữa này. Đang chồi những cái mầm gốc này nữa này. Mã này là mã A11, 300.000 đồng. A11, 300.000 đồng. Mã này 4 thân thôi nhá, 300.000 đồng mã này. Tiếp theo ạ, em lên cho các bác một mã u lồi. Một mã u lồi rất là khủng nha các bác nhá. Một mã u lồi rất là khủng luôn. Đấy, một mã u lồi rất là khủng luôn nha các bác nhá. Ôi, cẩn thận gãy đấy, cái thân này nó to. Rồi,
Mã này là thân dài 1 mét luôn các bác ạ. Mã này là mã A6 ạ, 200.000 đồng cho giò này các bác nhá. Một thân. Một thân và một mầm gốc đây này các bác này. Một thân và một mầm gốc đây nhá. Mã A6 200.000 đồng cho giò này các bác nhá. A6 200.000 đồng. Rồi tiếp theo ạ. Hôm nay có mấy mã u lồi. Bây giờ em chuyển sang gà tròn nhá. Gà tròn thì đây em sẽ quay cho các bác xem ảnh mặt khoa của gà tròn nhá. Toàn là những ảnh mặt khoa mà Tết vừa rồi là nhà em sổ ra, toàn những ảnh mặt khoa của nhà em thôi nhá. Đấy, rất là tím luôn. Đó, một giò này, một giò to này. Về các bác cho vào những cái chậu gỗ này rất là to luôn này. Đấy, mặt hoa nhìn rất là mê ly luôn nhá các bác nhá. Rất là mê ly luôn. Đấy, rất là mê ly luôn. Rồi, em lên những giò này cho các bác. Về các bác đặt vào chậu thì quá to các bác nhá. Rồi, em lên cho các bác một giò gà tròn. Đấy, các bác nhìn so sánh với em nhá. Một giò gà tròn, mã này là mã A5 300.000 đồng cho giò này các bác nhá. Mã A5 300.000 đồng. Đây các bác này, thân rất là mập mạp nha các bác nha. Mã A5 chẳng hạn, ví dụ như là những cái thân này các bác nhìn tưởng thân dài nhưng mà không phải đâu. Mùa Tết tới nó vẫn có hoa đấy ạ. Năm vừa rồi có hoa nhưng mà năm nay vẫn có hoa luôn nhá. Mã A5 300.000 đồng. Mã A5 300.000 đồng. Tiếp theo ạ. Một giò gà tròn tiếp theo. Đó, mã gà này là mã gà rất là to nha các bác nhá, rất là to. Mã này là mã A8 300.000 đồng các bác nhá. Mã này là mã A8 300.000 đồng, quá to luôn đấy ạ. Quá rẻ luôn. Mã A8 300.000 đồng cho giò này các bác nhá. A8 300.000 đồng. Về các bác có thể sưu tầm những cái chậu gỗ sen hoặc là chậu gỗ hình bầu ấy, là các bác cho lên là rất là đẹp luôn. Mã A8 300.000 đồng. Tiếp theo nhá. Em lên cho các bác giò tiếp theo. Một giò gà tròn tiếp theo đây ạ. Đó, giò này là giò A3 280.000 đồng ý nhá. Giò A3 280.000 đồng ạ. A3 280.000 đồng. Đấy, rất là to nha các bác nha. Đây, mầm nói chung là mầm quá đỉnh rồi, quá đạt rồi các bác nha. Mã A3 280.000 đồng. Đang lên một tơn mầm gốc mới nữa nha các bác nha. Tiếp theo ạ. Đây, mã này mới siêu hot này các bác này. Mã này siêu hot này. Mã này là mã A2 280.000 đồng. A2 280.000 đồng. Đấy, để mà cho được những cái giò lan mà nó tím như thế thì chỉ cần mấy trăm nghìn như này thôi các bác được sở hữu một cái giò đẹp như thế nha các bác nhá. A2 280.000 đồng các bác nhá. A2 280k. Rễ thì các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, rễ trắng tinh hết, đang rất là khỏe nha. Tiếp theo, em có một cái giò này nó hơi bé. Đấy, mã này thì em chia sẻ 180k thôi nhá. Bác nào mà muốn sưu tầm giống đấy mà giò bé bé mà ít tiền thì các bác có thể sưu tầm dòng này. Mã A3 à, mã A1 180k các bác nhá. A1 180k. Tiếp theo ạ. Còn gà không rồi. Tiếp theo em lên cho các bác một cái giò gà vip này nữa nha. Một cái giò gà vip của nhà em ngày hôm nay. Đây là hàng một dề các bác nhá. Đây là hàng một dề luôn đấy ạ. Đây các bác ơi, hàng một dề nhá. Đó, một dề luôn. Các bác ngắm cho em bộ gốc này. Rồi. Bộ gốc, bộ rễ cho em nhá. Gốc. Hàng một dề, đang lên tơn mầm gốc mới rồi. Đấy, rất là to, xòe ra rất là to. Gần 30 thân tơ luôn. Mã này là mã A9 ạ. Mã A9, một giò gà, một dề các bác nhá. Giò gà, một dề, 1 triệu đồng các bác nhá. 1 triệu đồng, mã A9 ạ. 1 triệu đồng cho giò gà này nhá các bác nhá. Ra hoa thì nó như là kiểu là rất là đẹp luôn các bác ạ. Như cành đào Tết luôn. Mã A9, 1 triệu đồng. Rồi, tiếp theo ạ. Em lên kia giò hạc vĩ. Em lên một giò hạc vĩ nhá. Hạc vĩ thì em để đấy cũng được. Chưa chuẩn bị mặt hoa ở đây rồi. Đây một giò hạc vĩ rất là đẹp. Đây, hạc vĩ cứ phải trồng kiểu này nó mới đẹp này các bác này. Cứ phải trồng kiểu này nó mới đẹp. Hạc vĩ rất là nhiều thân nhá, rễ đây. Các bác nhìn chỗ cho em nhá. A10 200.000 đồng giò này các bác nhá. Không biết là bao nhiêu thân to luôn, nhiều lắm. A10 200.000 đồng nha các bác nhá. A10 200.000 đồng. Rồi. Quá đẹp luôn bác ạ. Tiếp theo em lên cho các bác cái dòng giáng hương tam bảo sắc. Hôm em có một cái giò giáng hương tam bảo sắc mà hoa phân nhánh nhá. Đây các bác ơi, giáng hương tam bảo sắc trên em sẽ là như thế này đấy nhá. Bác nhá, đây ạ, hoa tím nhá. Và cái dòng giáng hương này thì cái mùi thơm của nó cực kỳ là quyến rũ luôn và nó thơm ngát luôn đấy các bác ạ. Đó, em lên cho các bác đầu tiên một giò phân nhánh thôi nhá, một giò phân nhánh. Đây, đứng ở đằng trước cho các bác nhìn này. Đây các bác nha. Đây,
hoa cũng nói chung cây giống như trong ảnh luôn. Đấy, dòng hoa phân nhánh đấy ạ. Đấy, em đang quay cho các bác những cái ngầm hoa phân nhánh. Toàn bộ đều là hoa phân nhánh hết nha các bác nhá. Toàn bộ đều là cây phân nhánh hết. Cây phân nhánh là hàng một rề đấy ạ. Con đang mọc trẻ tung. Đó. Rất là xét luôn, vừa phân nhánh lại còn vừa xét luôn nha các bác nhá. Mã này là mã A15. 800.000 đồng cho con dáng hương tam bảo sắc phân nhánh này nha các bác nhá. Phân nhánh, dáng hương tam bảo sắc phân nhánh. Đấy. A15 800.000 đồng. Đây này các bác này. Nó xếp cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Để mà ra những cái con dáng hương tam bảo sắc bình thường mà nó đã xếp như này là đã quý rồi các bác nhá. Đây lại còn hàng phân nhánh đây. Con nào cũng rất là xếp luôn các bác nhá. Xếp rụt rịt luôn ạ, bằng lá to nhá. A15 800.000 đồng. Rồi tiếp theo ạ. Em lên cho các bác là một giò dáng hương tam bảo sắc. Các bác chơi hàng bình thường thì có dòng này. Các bác nhá. Đây, giò dáng hương tam bảo sắc. Đấy. Một giò bình thường, đây là giò bình thường nhá. Mã này là mã A18 ạ, 250.000 đồng giò này các bác nhá. Dễ ăn này, các bác này. Dễ ăn té tung rồi các bác nhá. A18 250.000 đồng giò này các bác nhá. A18 250.000 đồng. Rồi tiếp theo ạ. Em lên cho các bác một giò dáng hương tam bảo sắc tiếp theo. Giò này được trồng ở trên giấm đĩa nhá các bác nhá. Giò này trồng trên giấm đĩa. A16 ạ, 180k giò này các bác nhá. A16 180k, cây cũng rất là xét luôn. Về các bác chơi hoa nhá. A16 180k giò này nhá. Đây các bác nhìn dễ này. A16 180k các bác nhá, 180k. Tiếp theo ạ. Em lên cho các bác là dòng cẩm báo nhá. Em lên cho các bác một giò cẩm báo ạ. Một giò cẩm báo mã A20, giò này chia sẻ cho các bác với giá là 160k nhá. 160k, 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây các bác nhá. Đó, 160k các bác nhá. Cái lá này không sao đâu các bác ạ. Lá này không sao đâu. A20, 160k giò này các bác nhá. A20, 160k. Tiếp theo ạ, em lên cho các bác là hai cái giò nguyên bản. Hai cái giò của Ý Ngọc nha các bác nhá. Đây, mã này hai giò luôn. Mã này hai giò luôn nhá. Mã này là mã A19, 250.000 đồng cho hai giò của Ý Ngọc này nha các bác nhá. Thân rất là mập luôn các bác ạ. Thân rất là mập luôn. Đấy, và dễ nó ăn cực khỏe nha các bác nhá. A19 250.000 đồng cho hai giò này các bác nhá. A19 250.000 đồng, tất cả có 1 2 này, 3 này, 4 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11. 11 thân tơ các bác nhá. Tổng là 11 thân tơ. Đó, A19 250.000 đồng. Tiếp theo ạ. Em lên cho các bác một giò hài đuôi công nha các bác nhá. Một giò hài đuôi công ạ. Đó, một giò hài đuôi công. Rất là xinh. Đấy, đang hoa nha các bác nhá. Mã này là mã A7 150.000 nha các bác nhá. A7 150.000. Mã A7 150.000 đồng. Giò này các bác nhá. Rất là nhiều tép luôn đi ạ. Rồi tiếp theo ạ. Hôm nay có một giò thanh đạm nhá. Thanh đạm sữa đang hoa thơm ngào ngạt luôn các bác nhá. Thanh đạm sữa đang hoa thơm ngào ngạt luôn. Mã này là mã A4 150.000 đồng cho giò thanh đạm sữa này nha các bác nhá. A4 150.000 đồng. Đấy, thơm lắm. Đây em quay như này đã thơm rồi nha các bác nhá. A4 150.000 đồng. Rồi hôm nay là toàn bộ phiên bán hàng. Kim thoa. Một giò kim thoa nữa. Đây các bác ơi. Tiếp theo em lên các bác một giò kim thoa nhá. Đây, toàn bộ đây là giò một rề các bác nhá. Đây là một rề luôn nhá. Đây các bác ơi. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 thân tơ các bác nhá. Một giò kim thoa 12 thân tơ. Đó, mã này là mã A17, 220.000 đồng cho giò này các bác nhá. Một rề ạ. Thân dài tăm tắp luôn, dài tầm khoảng 1 mét một thân. Thân này dài 1 mét luôn này các bác này, rất là mẫm nha các bác nhá. Đó, A17 220.000 đồng cho giò kim thoa này các bác nhá. Hàng dân thuần đấy ạ. A17 220.000 đồng. Tiếp theo ạ, em lên cho các bác một giò kèn nguyên bản các bác nhá. Đây là nguyên bản các bác nhá. Đây là họ đang buộc vào cái giớn này để cho nó dễ nó ăn ra thôi, chứ còn nó đích thực là nguyên bản các bác nhá. Đây cái mã kèn này của em là 30 sen 25 sen các bác ạ. 25 sen. Đó, giò này chia sẻ cho các bác với giá là 300k nhá. 300k khúc kèn nguyên bản nhá các bác nhá. Duy nhất hôm nay về được một khúc thôi.
300.000 đồng cho khúc kèn nguyên bản 25 cm nhé các bác nhá. Rồi, hôm nay là toàn bộ phiên bán hàng của nhà vườn Linh Tùng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9. Các bác mà muốn đặt mã giò nào, các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0869 899 172 các bác nhá. Rồi, em xin chào và cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.